Thưa sư, có thật là các vị trời đã hóa thân thành bốn loại người để nhắc Thái tử Tất Đạt Đa về sinh lão bệnh tử để ngài đi tu không? Thuyết này có đúng chánh pháp không? Vì bốn loại này chính là khổ đế, sự thật về khổ mà Thế Tôn nói chưa từng có trời người hay bất kỳ chúng sanh nào biết tới, và nói ra thì làm sao các vị trời đó biết được khổ đế mà nhắc cho Thái tử? Sư nói cõi trời quá sung sướng, các vị thiên không cảm nhận rõ khổ như loài người nên khó đắc đạo và trở thành Phật hơn, vậy làm sao họ biết khổ đế mà nhắc Thái tử được? Cái vị mà nhắc Thái tử về bốn cái sự kiện ở bốn cổng thành ấy, đó là Phạm Thiên Sahampati. Cái vị Phạm Thiên này cũng là vị mà thỉnh Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp Luân. Nguồn gốc của vị này đó là vị Thánh Tam Quả nha. Vị này là vị Thánh Tam Quả ở của Đức Phật quá khứ. Tức là vị này đã xuất gia tu tập, chứng đắc đạo quả, chứng đến tam quả vào thời Đức Phật quá khứ. Nhưng mà do cái tuổi thọ còn dài đi, khi mà sanh về cõi trời thì sống cho đến cái thời Đức Phật hiện tại, cho nên vị này có cái lòng hỗ trợ để cho Đức Thế Tôn thấy được bốn cái cảnh ở cổng thành. Thực tế không phải là sanh lão bệnh tử mà là lão già bệnh chết và một cái vị xuất gia đấy. Ở trong tương ưng bộ kinh ấy thì quý vị sẽ đợi, nhất là trong cái tương ưng chư thiên, quý vị sẽ tìm thấy cái bài kinh đó là những cái vị trời xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng đấy, vị này là vị vị đạo sư của vị này là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn Kassapa, tức là vị Phật quá khứ. Rồi có ngài lại nói là bậc đạo sư là Thế Tôn Quý Bách Si, bậc đạo sư là Đức Thế Tôn, đó tức là những cái vị mà Phật quá khứ có ha. Cho nên ấy, sư mới nói là thời này đó, quý vị sanh thiên thì vẫn có nhiều sự lợi ích, bởi vì những cái vị thánh của những vị Phật quá khứ đó, cho đến vị Phật hiện tại vẫn còn. Cho nên là cái này là có trong kinh tạng ha, có trong kinh tạng chứ không phải không có.